Kể từ khi quân Nga bắt đầu xâm lược, các nhà khoa học ở thành phố Sumy đã nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng thay thế. Điều bắt buộc kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã phá hủy rất nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước. Người dân đang hy vọng các khoa học gia có thể giúp đỡ. Những người ở đây thích những gì chúng tôi đang làm. Họ nói chúng ta sẽ ổn thôi, miễn là có Oleksiy ở gần bên. Oleksiy Drodenko, cư dân Sumy, nhận và chia sẻ năng lượng nhờ vào các tấm pin mặt trời được lắp trên mái nhà. Chúng tôi gọi cho các nhà xe vốn xử lý những chiếc xe điện bị phá hủy ở Kiev, Kharkiv và yêu cầu họ bán cho chúng tôi những bình điện sạc vẫn còn hoạt động. Nhờ đó chúng tôi hy vọng sẽ cấp điện cho 3 hoặc 4 ngôi nhà trong khoảng 10 giờ mỗi ngày, hoàn toàn tự chủ. Drazenka là phó trưởng khoa khoa học máy tính tại Đại học Sumy. Ông cho biết nhóm của ông ở trường đã phát minh ra tấm năng lượng mặt trời di động. Mỗi chiếc xe kéo cấp điện có giá chưa tới 4.000 đô la. Chúng đã được sản xuất hàng loạt ở các vùng của Ukraine, bao gồm cả Vinnytsia và Volyn. Chúng tôi có thể cấp điện cho bất cứ trạm kiểm soát, bệnh viện, dã chiến hoặc sở chỉ huy nào ở những vùng không có điện. Một người có thể mở nó ra dùng và cất nó lại sau 5-7 phút. Trạm điện dã chiến này bao gồm 6 tấm pin mặt trời cũng như bình điện lấy từ những chiếc xe tải đơn giản. Chúng ở đằng kia, ngay chính giữa. Chiếc xe kéo không chỉ thu gom năng lượng và lưu trữ mà còn chuyển đổi nó thành nguồn năng lượng có thể sử dụng được. Yếu tố thứ ba là bộ biến áp đảm bảo bình điện hoạt động bình thường và cho phép chúng tôi bổ sung thêm các nguồn năng lượng khác, chẳng hạn máy phát điện. Drazenka cho biết người dân Sumy đang lắp các tấm pin mặt trời. Tôi đã thấy một số người lắp các tấm pin mặt trời trong nhà của họ, trên mái nhà, trong hành lang và tìm cách kết nối chúng với bình điện. Do đó, đó là bước đi tiến tới tự chủ hoàn toàn. Các kỹ sư ở Sumy cũng đang làm việc để tự cải tiến các tấm pin mặt trời, sử dụng các vật liệu mới để khiến chúng rẻ hơn, an toàn hơn cho môi trường.